MC Em Gái Mưa trên kênh YouTube chính thức của Hương Tràm xuất hiện phần phụ đề mang lời lẽ đả kích chia buồn nặng nề. Đoạn phụ đề gây tranh cãi mới đây trong MV Em Gái Mưa như ngòi nổ châm vào mối quan hệ đang căng thẳng giữa Hương Tràm, Chi Bu và người hâm mộ của hai bên. Tối ngày 29 tháng 10, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao bàn trở lại về MV Em Gái Mưa trên kênh YouTube chính thức của nữ ca sĩ Hương Tràm. Lý do đáng chú ý là phần phụ đề MV đã được sửa lại với lời lẽ khá nặng nề, thậm chí là tục tiểu dành cho Chi Bu và giọng hát của cô. Đừng có hát vì Chi có biết hát tí nào đâu Chi, càng ra lắm, càng tung lắm, MV thiên hạ càng ghét, là một vài câu hát mang tính chất đả kích Chi Bu. Được biết, phần phụ đề MV trên YouTube có thể bị chỉnh sửa bởi bất cứ ai nhưng vẫn cần sự kiểm duyệt của người quản lý kênh. Hành động thay đổi subscribe theo hướng tiêu cực trong thời điểm này như thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ căng thẳng giữa Chi Bu, Hương Tràm và người hâm mộ đôi bên. Sáng ngày 30 tháng 10, tính năng phụ đề trong MV Em Gái Mưa đã được gỡ bỏ.